Ngày 12 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người về hành vi chống người thi hành công vụ. Đáng chú ý, cả 3 bị can bị khởi tố khi vẫn đang là F0 và đang phải cách ly tại khu cách ly điều trị tập trung tại trường trung học cơ sở Lai Hưng, huyện Bào Bàng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 10 tháng 9, sau khi đặt mua trứng vịt lộn và rượu qua mạng xã hội giao tại hàng rào của khu cách ly, không qua chốt kiểm soát, Nguyễn Hoàng Phi Dương, 22 tuổi, quê Kiên Giang, bày đồ nhậu tại sảnh trước cửa phòng. Cùng tham gia cuộc nhậu còn có Thạch Oanh Thi, 21 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh và Lê Chí Thiện, 26 tuổi, quê Bạc Liêu và một số bệnh nhân khác đang cách ly, điều trị cùng khu. Khi phát hiện sự việc, hai dân quân cơ động làm nhiệm vụ tại khu cách ly đến nhắc nhở các bệnh nhân không được tụ tập, ăn nhậu trong khu cách ly điều trị. Ba bị can không những không chấp hành mà còn chống đối, chửi bới và dùng tay, chân, ghế đánh hai dân quân cơ động. Sau khi xảy ra sự việc, Thi, Thiện bỏ trốn khỏi khu cách ly. Đến 2 giờ ngày 11 tháng 9, cả hai bị công an huyện phối hợp cùng trung tâm y tế huyện Bào Bàng bắt giữ, đưa trở lại khu cách ly điều trị. Do cả ba bị can vẫn chưa khỏi bệnh nên sau khi bị khởi tố, họ bị tạm giam tại phòng riêng biệt trong khu cách ly.